Đây là bữa nhậu của anh em TV. Nó rút là rút mạnh cái này ra. Đường đường anh rút ra đi. Các chàng trai đang mở rượu vào. Cho cái đường dưới ạ. Họ đã làm như thế nào? Đẩy này lên hả? Không, nghĩa là cho cái này dưới này. Ấn hẳn tụt dưới luôn á. Vâng. Thế bịt vào lại bằng cái gì? Nãy Dung anh em Trung em TV bảo là đập vào tường. Thật mà. Lót cái ok thì vẫn là mở cái chai ra nhưng mà nhắm nào thì có cái điểm gì đẩy lên nhỉ? Thôi anh đẩy mẹ xuống đi anh ấy. Ấn mẹ tụt xuống á? Sao mình lấy cái gì mình che lại. Thế là bây giờ ấn tụt xuống đâu ấn được. Nó cũng mấy ấy. Nó cũng bị nở to ấy. Em à, anh chọc chọc hết cơ cho nó khổng một lỗ của anh mình rót ra. Không dài đến thế đâu. Cái đuôi của nó dài á. Không, nhưng mà kể cả em có một cái lỗ bé thì em đéo rót được không mà. Mình mở cái gì vậy ạ? Mở ra rồi. Cùng một phít ạ? Mở bằng trí khôn em ạ. Trí khôn mở ra đây. Giúp này đau quá. Được rồi anh ơi, xúc được rồi. Được rồi. Chúng ta đã mở được xong cái phần tô vít ra. Và cái phần chai này chúng ta sẽ bỏ đi. Cảm ơn các bạn. Em bảo hay lấy con mẹ ra cho thịt lợn chặt cổ đi ạ. Mẹ ạ. Sao khổ thế? Rô lô quá. Nó đập vào tường đi nè. Đập phát mẹ mẹ chơi. Chị mẹ ra. Hành trình vẫn tiếp đang tiếp tục. Họ vẫn không từ bỏ. Hay là đi. Ngày xưa mình có cái đấy không đúng không? Ủa, có cái it work. Somehow it work. Anh ta lên đường rồi này. Somehow it work. Không ạ. Anh lấy là chỉ được một bầu thôi. Đây. Được. Không, thế này là vừa khó hơn rồi. Lấy em cái đũa em cho xuống luôn. Hay là mình ra cửa hàng hóa học mua ít acid về cho tan chảy. Anh ra cửa hàng anh mua luôn cái mở rượu đi. Mua luôn cái khui đi. Thôi bây giờ đi đâu đấy. Nhưng nó không hay. Hay phải dấm vào cho cái acid. Anh ơi. Anh pha acid bây giờ. Có một cái ấy nữa là bây giờ mình sẽ nung cái chai lên trong cái không khí nó nở ra nó đẩy đây là. Có một cách là làm vỡ một mảnh nhỏ của chai. Anh đang đứng tìm kỳ hộp nãy giờ mình tưởng tìm đuôi cho mình mở. Ai dè đâu tìm thấy. Lọc tay. Nói chung ấy, chúng ta phải giảm ma sát của cái này bằng cách là phải chọc ở cái bốn rìa. Đúng rồi. Chứ ở giữa không ảnh hưởng đâu. Bởi vì cái này báo bằng ma sát mà các bạn. Video này không được quảng cáo bởi Chisu. Bây giờ mình sẽ chọc ở trong ma sát. Mục đích chỉ cần ấn xuống là xong đúng không? Đúng rồi. Cái này, nói chung là xuống nơi này. Xuống nhờ. Cứ xoay vòng chọc là xuống rồi. Xuống nhờ. Em thọc cái nó xuống luôn. Cứ ẩn bốn móc xuống ấy thì nó xuống lần mà. Anh ẩn ở giữa nó bị đả bốn nó sẽ bám lần. Ừ, ngon em. Ẩn ở góc thôi. Rồi, sắp xuống rồi. Xuống nhá. Ôi, bắt đầu nó phọt ra anh. Nó phọt ra rồi anh ạ. À. Anh rứt khoát lên, nó phọt ra. Đi đâu, ra. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Có nhiều uống rồi. Và rất nhiều cặn. Về lọc. Về lọc. Bây giờ góp cặn ra trước. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Làm sao để uống rượu không có ly. Lấy cốc anh. Về đây mày lại chị nghĩ là. Ok. Đấy, bỏ đây. Ôi. Sai. Cả đá cái phòng. Đập vỡ luôn nên chửi. Uống rượu vào cốc trà đá. Uống rượu không có canh. Bắt cái canh. Ôi. Anh em ơi uống chung làm một cái. Cắt bỏ thề. Lâu ông Phong. Em được không? Chai 550 đấy em. Anh ơi sao cái gì đây ạ? Cặn. Được đấy. Được đấy, uống đi. Nhiều cặn quá. Được đấy, chị Kiến có cái lọc mà. Ra lại lọc. Lọc cho cái cốc khác. Anh ơi, thôi dùng giấy lọc đi anh ơi. Lọc bằng giấy anh ơi. Lọc bằng cái lọc cua ấy anh. Lọc bằng cái lọc cua. Có cái lọc mà. Anh dùng giấy là lọc được mà anh. Đấy, em lấy giấy đi. Anh lấy Kiến lọc cốc này. Mà ly thâu thâu. Đây chính là căn bếp của Hải Yến. Cái lòng này không vừa. Căn bếp 50 triệu của Hải Yến thực ra trông như thế nào? Qua đây Sơn, đi. Đây.
thử thí nghiệm. Thí nghiệm rửa cái này anh. Không, bây giờ lọc bằng giấy. Thí nghiệm. Không, lọc bằng giấy. Thí nghiệm thử. Thủng giấy đấy, lủng giấy đấy. Lủng sao được anh? Quá đỉnh. À thôi, thế em bây giờ giấy dày hơn. Giấy dày nó lại không xuyên qua giấy đâu, thôi đổ đây này. Hiệu quả mà. Thôi rồi, rồi. À, muốn làm lọc tốt thì phải lọc nghiêng. À, lọc khá nhiều ấy. Nhưng mà có phải là uống được không? Không biết. Ôi cái đấy là nút bần mà anh nó organic. Ừ. Uống được đúng không? Ngon. Nó chua lắm, ngon cực, uống thử đi. Đúng là xứng đáng. Tôi cảm thấy mình như đang đến với thế giới của xứ sở Paris, nơi mà có những cái cánh đồng nho chín mọng và thơm ngát. Tôi sẽ trải nghiệm thêm một lần nữa. Là vàng phát là vàng chi lê ấy. em hết rồi. Ừ, rồi chúng mình sẽ đi tiếp tục. Hải Sơn, à, lọc cẩn thận rồi. Có em uống. Uống đi. Em nhớ lại lần này em say. Nào. Em không muốn không để bọn anh. Đây, chúng lại không để anh. Chúng lại không để anh. Đây có cô gà, em ăn nhắm cô gà này. Nào. Cô gà này, đây. Liên hoan. Hôm nay bọn mình không có thưởng Tết, không có lương đâu em. Uống đi. Đây là quà Tết của anh đi. Ủa, đang nói hải siêu. Chứ còn nhưng đây là rượu khác. Nhưng đây là cái khác. Đây là cái tinh túy của anh, bao nhiêu công lọc được. Trưng cất cô gà, đồ nhắm ok. Hải cảm luôn nhá. Ừ. Đây là cô gà và đây là rượu vang. Ăn cô gà trước hay là gì? Cho trộn vào rồi. Hả? Giống làm ngụm nữa cho trôi khô gà em. Xin 500 đồng nhận xét nào. Nóng hết cả người rồi ạ. Nóng nhanh nhở? Nó nóng nhanh cực, không hiểu sao cái rượu nó nóng nhanh. Nóng nhanh hết. Nó nóng nhanh hết. Em vừa nóng rồi. Điêng rồi, chết rồi. Chào mừng các bạn đã trở lại với Ba Mặt Một Lời. Nào. Ví dụ cởi hai cúc ra nào. Nào cởi hai cúc tận. Nào. Hai rượu này. Gà. Sao phải ăn cái này này? Đồ nhắm. Không có thưởng Tết đâu. Thử có cái này mà. Thôi. Không có thưởng Tết bắt uống rượu. Sầu bỏ mẹ được. Quà Tết. Uống anh ấy. Quà Tết. Uống cho quên sầu. À. Không em. Điên à. Ăn là được thôi đúng không? Làm téo thì có lương với thưởng Tết mà quảng cáo thì do mệt. Nhưng mà ngon mà. Uống ấy, uống một hơi lên đi. Giống rượu nếp nhé. Xin rượu nếp đâu. Ui dồi ôi. Ui hết luôn. Được đó. Giờ thích làm gì làm. Cảm ơn các bạn. Anh ơi dừng video được rồi đấy anh. Phải chào kết. Chào kết anh chào à, có anh Tân chưa uống. Tức rồi mọi người uống hết của Tân rồi. Anh đang cho chó ăn. Đây. Hết nha. Vô. Milo vừa ăn gì đấy? Đồ ăn thịt. Bạn ấy đứng ở đây xin thịt. Đói anh không cho ăn gì ạ. Trên giờ em ơi. Em lọc chưa? À ừ em chuyển vào đi. Rượu vang tốt trà đá. Anh cả uống nhà ăn to ăn được 50.000 đồng trà đá chứ. Thôi em gợi ý để đi long mồm á. Không, hắn bị sai vị kìa. Đúng rồi. Xúc mồm. Đi xúc mồm. Xúc mồm tí rượu vang cho nó chuẩn. Anh bảo khò cái gì thế. Chứ uống rượu vang mà lấy giấy chui đít chui mồm các bạn. Đây là một thứ không ảnh hưởng Dương Minh Hân. Đó chính là xúc máu thức.
Làm hơi em. Làm miếng ăn ngủ trong. Làm miếng ngủ con. Coca. Coca em hả? Rượu. Uống đi, uống đi. Uống đi. Rượu ba mà. Không, tí nữa em bị thổi thì sao? Em mất. Em bị gì cơ? Em bị thổi á. Em bị thổi. Ôi chết xa rồi, tự nhiên đi gãi. Thôi về nhà anh ngủ đi. Quá đông. Quá đông độ cồn rồi. Quá chắc rồi. Ừ, không có gì. Không, ngồi đấy đi. Uống ngụm mà chết đúng không ạ? Mày bú. Kéo cái bàn ra. Uống bàn là dính rồi. Mày cốt mẹ rồi. Anh ơi, uống một ngụm chết hả anh? Sơn ơi, quay nắp đi, lắp đi để anh quay cho Frank. Anh uống một ngụm chết hả? Chết mà. Thôi anh Thắng ơi, làm nào giờ hả? Yên tâm, cái đợt này là đầu tiên thì các anh cảnh sát thì các anh ấy tập trung ở các quán nhậu, quán bia rồi. Sau 3 tiếng đồng hồ. Quán nhậu ở đây có này. Em phê quá anh ơi. Thôi nha, tạm biệt các bạn, mình phê quá, mình quay đâu. Rồi, rồi đổi lại cốc này. Đổ lại cốc này cho nó lọc thêm một lần nữa, lọc thêm một lần nữa. Nhưng mà cái cốc này vẫn đang bị dính cặn. Mệt thế. Nhưng mà chúng nó vẫn còn những cái cặn li ti các bạn ạ. Còn cái lâu nó đứng nhìn cái quả này, cái quả này còn lưu hơn cả mình. Nè, lọc mình xích thua. Đấy, đi đổ nước.